Để đưa bộ đội vào sát thực tế chiến đấu thì diễn tập bắn đạn thật chính là hình thức huấn luyện cao nhất. Và điều quan trọng làm nên hiệu quả của một cuộc diễn tập bắn đạn thật chính là kịch bản và yêu cầu đề ra đối với các đơn vị tham gia. Thực tế chiến trường là khôn lường khi mọi tình huống đều có thể xảy ra. Bởi vậy, diễn tập bắn đạn thật chỉ phát huy tối đa được hiệu quả khi liên tục đặt ra những tình huống mới và khó. Đó là nét nổi bật trong cuộc diễn tập bắn đạn thật mà Quân chủng Phòng không Không quân đang tổ chức dành cho các đơn vị pháo phòng không giờ Su 23. 20 phân đội của các sư đoàn phòng không, học viện phòng không không quân và trường trung cấp kỹ thuật phòng không không quân lần lượt tham gia các bài bắn dành cho pháo 37, 57 ly và pháo tự hành giờ Su 23. Sở chỉ huy đã ra lệnh cho đại đội 23, trung đoàn 230 sục sạc mục tiêu 76 hướng 14. Đại đội 21, tiểu đoàn 45, sư đoàn 303 đã tiêu diệt mục tiêu M96 bằng phần tử trực tiếp, dư tiêu diệt 1.100. Tất cả 6 mục tiêu đều bị bắn rơi tại chỗ. Mặc dù mỗi đơn vị tham gia bắn thì mục tiêu bay lại có một đường bay khác nhau. Tình huống này cũng khác hẳn so với cuộc diễn tập năm ngoái. Khi đó, đội hình máy bay mục tiêu bay vào từ 3 đến 4 chiếc. Không chỉ có hoạt động bắn để kiểm tra sức chiến đấu, diễn tập năm nay còn lồng ghép nhiều nội dung khác nhằm đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu và bảo đảm chiến đấu của các đơn vị. Năm nay chúng tôi tổ chức diễn tập cho các đồng chí đại đội trưởng và chính ủy viên xây dựng kế hoạch chiến đấu và bảo vệ kế hoạch chiến đấu, huấn luyện đêm, diễn tập cho các phân đội cơ động nhanh dịch chuyển trận địa bằng sức của bộ đội, không sử dụng khí tài xe kéo. Có thể khai thác các phương tiện cơ giới nhưng cũng đủ năng lực để không phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc trong quá trình cơ động. Đây là một yêu cầu mới được đưa ra trong diễn tập năm nay như một biện pháp để nâng cao sự thích nghi của cán bộ, chiến sĩ các phân đội trong mọi điều kiện chiến đấu. Dịch chuyển trận địa nhanh để bảo toàn lực lượng chiến đấu lâu dài. Xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ. Đấy là điểm mấu chốt của đảng và chính trị. Vấn đề củng cố yếu tố chính trị tinh thần trong tất cả các nhiệm vụ. Nói chung, trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quản lý bảo vệ vùng trời Tổ quốc nói riêng. Vui mừng khi những sản phẩm do mình làm ra bị phá hủy hoàn toàn. Đó cũng chính là niềm vui đặc biệt của cán bộ chiến sĩ Viện Kỹ thuật Quân sự Phòng không Không quân. Khi tất cả những mô hình bay mà họ chế tạo là mục tiêu giả định trong cuộc diễn tập này đã bị đồng đội bắn rơi ngay từ những loạt đạn đầu.